Đang đi vô công viên Suối Chanh mọi người ơi. Đây. Vô hành đá rồi mà. Vô đây là hơi tối nha mọi người, cảnh dọc đây mọi người trong hang đá này. Cây cảnh chim chóc người nghe mình nói không? Đây là Suối Chanh, tại sao họ kêu Suối Chanh đó, nước róc rách chim rừng. Rồi mình đi qua cái cầu, mình mới qua hang đá mình đi xuyên tiếp kế tiếp hành trình. Đi ngang cái này giống cầu khỉ ở Sa Đéc đó mọi người. Cảnh thiên nhiên đẹp lắm luôn á nha. Đẹp, rất là đẹp. Giờ đi ngang cầu nè, cầu khỉ nè. Này phải đi mang về ba ta nha mọi người. Tiếp tục đi, em đi thám hiểm
sớm có mình làm việc công viên. Cây cảnh quá đẹp. Đi vô trong kia đi trước ha. À, đi vô qua Tại Thiên Đại Thánh. Ai có trong coi phim Tôn Ngộ Không. Mình đi qua tham quan nước chảy rất rất luôn mọi người. Đây Tôn Ngộ Không đây đó, bây giờ thấy hình hài là Tôn Ngộ Không luôn nè. Đó hình hài Tôn Ngộ Không. Coi trong phim mà không thấy ngoài đời, bây giờ mới thấy là đây. Tâm Tạng đi thử kinh, đi ngang qua bên khu rừng này. Cái rừng trúc này cũng kinh, thì mấy ông đi ngang này thấy không, Tam Tạng xong rồi mình đi thẳng qua bên đây thì gặp Chương Bát Giới. Biết ai là ai đây không? Đi thỉnh kinh nè. Rồi mình đi qua. Đây là khu Chú Chân Trường Phố Thiên Vu. Đây là cái suối nè. Bắt đầu mình đi qua cái suối nè. Cây gỗ này là ngàn năm luôn.
Bây giờ mình đi qua cái con suối nha mọi người. Bây giờ em đi nè, đi ngang con suối nè, đi lên trên kia nè. Đây là suối chảy rất nè. Bây giờ mình đang đi ngang suối nè, đi nha. Rất là đẹp. Sớm đã làm cái thư hoạch rừng giờ mình đi ra ngoài đó có con thú, con cọp ra ngoài rừng đó. Bây giờ chỗ đây là họ đang thu hoạch hoang vu. Bây giờ họ chuẩn bị họ làm tiếp tục với mọi người. Họ đang thu hoạch nữa, họ làm chuẩn bị họ làm á, nhưng mà cảnh vật đây thì mình không có ra. Ở đây thì mình thấy đây là núi rừng hoang vu luôn á. Bây giờ mình đi xuống dưới, mình đi qua bên kia, đi xuống dưới núi lại. Đây có đường đi không? Không biết. Mình đi qua bên kia đi, mình đi ngược lại đi. Mình đi ngược lại bên kia, mình đi ngang con suối nha mọi người. Tại vì chỗ đây nó không có con đường để cho mình đi. Bây giờ mình đi qua con suối, mình đi vòng lại bên kia, mình review cho mọi người coi cái cảnh. Mình đi ngang suối lại, tại vì bên kia nó không có cái lối thoát để có cái đường cho mình đi đó, cho nên là em muốn đi qua cái con suối này lại. Hồi nãy mình đi dọc bên kia, cái cảnh nước chảy, mình phải đi lên những cái cục đá này. Đây trong rừng lối vào mình đi con mấy cái nhà cây này hình như 190 năm rồi đó, ngàn năm gì đó. Cái cây này rất là bự luôn, cây được cổ rất là to, gỗ này ha, không có người hướng dẫn mình không biết cái gỗ này là bao nhiêu năm, nhưng mà để họ làm cái đang quay đi vòng những cái nhà này, họ nhà chim, nhà gì nè, họ làm rất là đẹp. Cái gì đường lên suối, đường lên suối đó. Mấy cái cảnh thiên nhiên
xưa là người ta làm cái cảnh mình đi lên. Ở đây nó có cái bậc á, cho mình đi lên, mình đi ở đây cỏ bự mình cắt lên là rất là đẹp, lên nhà cổ. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Đây, lên nhà cổ đây, cổ đài rất là đẹp. Vô cái nhà cổ là những cái đá, những cái gạch, những cái đồ mà chuông xây thế không? Những đá thì đá gì thôi, nhưng mà đẹp lắm cơ mà. Cây bằng gỗ thì của mọi người rất là đẹp. Những bình rượu sâm lâu năm người ta trưng ở trong đây nè. Này là họ kiểm họ là để làm đồ cổ cây, một cái giường. Biết bao nhiêu trăm năm ngàn năm gặp cổ không. Là mọi người thấy cái gốc cây hoa lan không? Lan này lan rì em không biết, nhưng mà rất là đẹp. Nó nằm trong đây luôn. Đây đây, một cái cây nó bự luôn, chuẩn bị nước bông đây. Wow, lan rì view. Sáng sớm là có người mà quét dọn sạch sẽ cái khu vườn này. Nhưng mà ở đây mát lắm luôn nha. Những cái ghế đồ cổ, cái ghế đồng hồ đó. Wow, cũng đẹp lắm. Rất là đẹp. Đây là gọi là sú tranh.
Đường mình đi lên hồi nãy là cái suối nhỏ, bây giờ mình đi lên cái suối lớn, mình đi lên mà đường đi lên mà cao. Okay. Wow. À, tới suối rồi. Cố thôi mà đường lên suối ôi à lắp lên suối à lắp 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 đây là cảnh cảnh suối, nếu mà mọi người mà ai mà thích đi lên đây đi ra Phú Quốc á mà đi lên những chỗ cảnh suối này cái tên là mình chụp hình những chỗ nó cũng là chụp hình rất là đẹp, nhưng mà cũng muốn gửi vui cho mọi người á để có dịp mình đi, người nào chưa bao giờ biết Phú Quốc mình đi Phú Quốc mình đi chụp cảnh lấy cảnh đồ rất là đẹp, thiên nhiên mà cây cối không cái là rừng rất là đẹp, em mê luôn mọi người ơi. Đây. Ở đây là người ta làm trên kia nữa kìa, trên kia có voi rồi nữa, đi lên hơi cảnh voi luôn, đi ngoài tối đó, trời mưa cho nên ở đây nó còn ẩm thấp cho mọi người. Cảnh voi, cảnh cọp. Ui da.
mình đang khám nghiệm thử coi có cá không mà không có cá. Từ ở dưới lên đây là rất là cao, nhìn xa lắm. Cây số trên cái chỗ cái khung cảnh rừng bây giờ chuẩn bị mình đi xuống núi, mình đi xuống lại nha mọi người. Nhưng mà đi xuống mọi người cẩn thận, đi lên trên đây là những cái bậc đá này trời mưa nó rất là trơn, nhưng mà anh chị em nào mà đi Phú Quốc mà lên chỗ suối Tranh này thì phải mang giày, giày mà giày mình về mang giày đã ta đó, mình đi nó rất là dễ dàng hơn là mình mang dép hay là mang gì, tại vì nó trơn, trời mưa cục đá nó trơn lắm. Đây là những cái cục đá này nè, mình đi rất là cẩn thận nha. Bây giờ mình đang đi suối, đi xuống dưới lại. Bây giờ mình tạm dừng cái review này lại nha mọi người. Nếu ai thích kênh Tâm Sinh Khỏe và nhấn nút subscribe cho em, và em quay có động lực quay tiếp theo cho mọi người coi những cái chỗ mà review em đi du lịch. Sau này là em sẽ đi chỗ nào đẹp em sẽ bỏ lên review cho mọi người coi. Ok, em bye mọi người nha. Bây giờ em đang đi xuống dưới nè, đang đi nè nha. Cảnh lên thì được, nhưng mà cảnh xuống sợ mọi người coi là nó hơi chóc mặt. Thì nó đi xuống là nó chúi đầu xuống dưới luôn á mọi người. Hồi nãy đi lên thì mình nó dễ dàng, mà đi xuống dưới dốc nè, nó rất là cao. Mình đi từ từ xuống. Bây giờ em quay cảnh xuống suối nè.